Người đau nhức xương khớp thì sử dụng omega 3 nhuyễn thể thì điều gì sẽ xảy ra? Khi đau nhức xương khớp thì do cái tình trạng là hai cái đầu sụn của xương của chúng ta nó bị ma sát vào, nó bào mòn với nhau, nó gây ra cái phản ứng viêm, sưng, đỏ, đau, dẫn đến tình trạng là khó vận động, ảnh hưởng đến giấc ngủ, ngủ không ngon, hoạt động đi lại khó khăn hơn và cái chất lượng cuộc sống của chúng ta nó càng ngày nó càng giảm. Thì cái omega 3 nhuyễn thể nó có tác dụng gì trong trường hợp là chúng ta bị đau nhức xương khớp? Thì omega 3 nhuyễn thể nó có chứa astaxanthin là một chất chống viêm, chống oxy hóa mạnh, nó làm chậm cái quá trình lão hóa, làm chậm cái quá trình bào mòn của hai đầu sụn, nó làm giảm viêm. Cái phản ứng viêm á, cái chỉ số viêm CRP nó giảm từ 27 đến 30% cái phản ứng viêm. Và nó hay gặp ở những trường hợp là viêm mạn tính như là thoái hóa khớp, khô khớp hay là viêm khớp dạng thấp, thoát vị đĩa đệm. Ngoài ra thì nó còn hỗ trợ giảm mỡ máu, hạ huyết áp, các bệnh lý về tim mạch và giúp bổ não cho chúng ta nữa. Omega 3 nhuyễn thể nó là bản chất là chất béo tốt, chất béo không bão hòa, là một chất cần thiết cho từng tế bào của cơ thể chúng ta. Chúng ta nên sử dụng hàng ngày với hàm lượng an toàn khoảng 1 gram trên một ngày. Và khi chúng ta sử dụng thì chúng ta nên sử dụng từ 2 đến 3 tuần liên tục thì nó sẽ thấy cái tình trạng sưng đỏ của mình nó giảm dần dần, vận động đi lại linh hoạt hơn và nó khá là an toàn. Nên khi mà chúng ta sử dụng thì có thể sử dụng bất kỳ thời điểm nào trong ngày cũng được. Nó dưới dạng là gốc nước, là phospholipid, nên nó rất tốt trong nước, nó rất tan tốt trong nước và nó hấp thụ trực tiếp vào máu của chúng ta. Nên những trường hợp như là viêm loét dạ dày tá tràng hay là trào ngược thực quản hay là chúng ta bị kích ứng đường tiêu hóa thì chúng ta vẫn sử dụng được bình thường. Chỉ có một số trường hợp cần lưu ý như sau là những người bị rối loạn đông máu nè. Thứ hai là người đang sử dụng thuốc chống đông. Thứ ba là người suy thận độ 4, độ 5 đang lọc máu thì cần phải có chỉ định của bác sĩ điều trị. Còn những trường hợp cần lưu ý nhưng chúng ta vẫn sử dụng được là những người bị huyết áp thấp, là cái huyết áp mà cái huyết áp tối đa chúng ta dưới 90mm thủy ngân thì chúng ta cần lưu ý. Tại vì cái omega 3 nhuyễn thể nó có tác dụng là hỗ trợ hạ huyết áp. Nếu các bạn đang mong muốn tìm một loại omega 3 an toàn, hiệu quả cho các bệnh mạn tính, đặc biệt là cái hệ cơ xương khớp mà chúng ta chưa biết lựa chọn loại nào thì hãy nhắn tin cho dược sĩ Hiếu để được tư vấn và theo dõi sức khỏe xương khớp của bạn kịp thời nha. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng dược sĩ Hiếu. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy nhấn vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo.